Mình phải lưu ý những cái dấu hiệu mà nó chuyển nặng á. Cái sai lầm của các phụ huynh là cứ lo lắng là con mình không ăn, sao nó không ăn, rồi cứ nôn nóng, cứ cho nó ăn bằng mọi thứ, ép cho nó ăn, rồi tìm thức ăn gì cho nó ăn. Thì đó là sai lầm, tại vì khi bé nó bị sốt xuất huyết trong cái giai đoạn mà nó từ dưới ngày 4 ngày 5 á, thì nó hạ sốt, nó không sốt nữa, nhưng mà có khả năng nó xuất huyết nội. Cho nên là mình cứ ép nó ăn thì mình làm vô tình mình làm tăng nặng lên cái gánh nặng của cái đường ruột, của cái bộ máy tiêu hóa. Nó sẽ không ăn nổi mà nó sẽ ói. Và khi nó ói thì nó sẽ chuyển nặng nhanh. Cho nên cái vấn đề ăn uống trong cái giai đoạn này nó không quan trọng, mà quan trọng là cái vấn đề mình bù nước, cho bé uống nước. Uống nước gì cũng được, nước mát, nước lọc, nước dừa, nước cam, nước chanh, nước gì cũng được. Nhưng mà đừng uống những cái loại nước công nghiệp, những cái loại nước mà có màu đỏ, màu đen, màu nâu, đừng cho nên uống. Tại vì mình uống cái nó màu vô, được khi nó ói ra mình không phân biệt được cái màu đó là máu hay là thức ăn, thực phẩm ha. Bé sốt thì mình hạ sốt bằng những cái biện pháp như là mình lau mát, mình uống nước, rồi mình uống thuốc hạ sốt cho đúng liều, đúng hàm lượng, đúng giờ thì nó sẽ được bảo đảm. Chứ mình đừng nên đi truyền dịch sớm, tại vì mình truyền dịch sớm như vậy nó không có lợi ích gì hết, mà vô tình nó sẽ làm cái dư cái lượng nước ở trong người mình. Khi mà tới cái thời điểm mà cần phải truyền á, thì người ta sẽ truyền vô nước nữa, thì ra nó sẽ bị quá tải. Khi cái giai đoạn mà sốt xuất huyết mà nó nặng lên, mà truyền dịch, mà cái giai đoạn phía sau á, nó quá tải á, lúc đó là rất là phức tạp, rất là khó khăn. Cho nên là cái chỉ định mà truyền dịch trong bệnh sốt xuất huyết thì nó rất là cũng là nghiêm ngặt á. Có chỉ định đàng hoàng, được bác sĩ cho đàng hoàng và được theo dõi đàng hoàng mới được truyền. Sốt xuất huyết á, thì nó cũng như là những cái sốt siêu vi khác. Cho nên là khi sốt thì mọi người đều cứ ra nhà thuốc mua cái thuốc hạ sốt về uống. Thì mình uống sốt, mình uống thuốc hạ sốt thì nó giảm sốt. Nhưng mà nó xuất huyết trong, xuất huyết nội thì không có biết. Dân thường mà thường dân thì không có chuyên ngành thì cũng không biết. Cho nên là nó nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Cho nên là phải đi khám, đi tới một bác sĩ, một phòng khám chuyên khoa, có bác sĩ chuyên khoa nhi thì sẽ được khám và tầm soát cho những cái xét nghiệm để mình phát hiện sớm cái sốt xuất huyết và có những cái lời hướng dẫn theo dõi để phát hiện những cái dấu hiệu nặng để mà đưa đi viện kịp thời. Những cái dấu hiệu nặng của cái sốt xuất huyết như là nó lừ đừ nè, ói nè, rồi đau bụng nè, bé tự nhiên bé mệt mỏi, bé kêu bé không chịu ăn, hay là lười biếng vận động, hay nằm muốn nằm đi ngủ đấy. Đó là những cái dấu hiệu nặng mà ít có ai để ý. Phụ huynh thường cứ thấy con mình hết sốt, nó đi ngủ thì kệ nó, nhưng mà cái đó mới nguy hiểm á. Cho nên là sốt xuất huyết nó phải là một tuần lễ nó mới khỏi. Các phụ huynh mình cứ phải lưu ý là phải đủ từ ngày đầu tiên sốt tới ngày thứ bảy mà nó khỏe, nó chơi bình thường thì mình mới nghĩ là nó hết. Chứ còn mới cái ngày thứ tư, thứ năm nó không sốt nữa thì mình vẫn phải đi khám mỗi ngày, vẫn phải đi xét nghiệm mỗi ngày, vẫn phải tới bác sĩ để kiểm tra coi nó có cái chuyển nặng không. Phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết thì chỉ là phòng ngừa mũi cắn thôi. Làm sao bằng mọi cách đừng để mũi cắn. Thì nhiễm rồi mà bị mũi cắn trở lại thì nó vẫn bị lại như thường. Mình đừng có chủ quan bằng cách là cho bé ngủ mùng nè, rồi phải để chỗ học của bé là ở cái nơi mà có thoáng nè, có gió lùa nè, có đèn ánh sáng đồ đầy đủ nè. Rồi ở nhà mình đừng để những cái bình bông chậu hoa đồ lâu ngày lăng quăng, nó sẽ mọc ở trong đó thì nhà mình có muỗi thì sẽ sinh ra sốt xuất huyết thôi.